Thưa quý vị, trong ngày 15 tháng 8 thì Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc đã tiếp tục ra cảnh báo đỏ với nhiệt độ cao, mức cảnh báo nghiêm trọng nhất trong thang cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp. Khi nắng nóng lan sang nhiều khu vực của nước này, Trung Quốc áp dụng thang cảnh báo thời tiết với 4 cấp, màu đỏ là màu cao nhất, tiếp đó là màu cam, màu vàng và màu xanh. Theo Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc, vào ngày 16 tháng 8, một số khu vực như Thiểm Tây, Hà Nam, An Huy, Giang Tô Thượng Hải nhiều khả năng sẽ ghi nhận mức nhiệt từ 35 đến 39 độ C. Đặc biệt nhiệt độ tại tứ xuyên, trùng khánh, hồ bắc, hồ nam, giang tây, chiết giang và tân cương có thể vượt ngưỡng 40 độ C. Trời nắng như thiêu như đốt, tôi sẽ không ra ngoài mà không bôi kem chống nắng. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc đã khuyến nghị các chính quyền địa phương triển khai biện pháp khẩn cấp chống nắng nóng, tạm dừng các công việc ngoài trời tiếp xúc với nhiệt độ cao chú ý an toàn cháy nổ đặc biệt là quan tâm tới những nhóm dễ bị tổn thương